xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam cậu thị người mẹ có bảy tám nếp nhăn trên trán của đĩnh lắc đầu vợ thằng thị bay qua đây tao cho cặp kiếng đen với cái khăn đội đầu má mợ thì đâu có cận mà má cho cặp kiếng vẫn cái khăn như má nhìn nực nội muốn chết thằng mất dạy biết gì mà ăn cơm hớt đĩnh thấy mình ngu anh không hiểu hết ý cặp kiếng đen của má đĩnh còn ngu lâu Nhà anh phơi lá gòn Bột gòn chất bao bao Nó quá quen Nhưng đĩnh thường hỏi Màu xanh này ở đâu Lá phơi khô màu xám Vậy thì màu xanh ở đâu Khi say nó nhờ ra Có những điều rất ngộ Ví dụ như vì sao mợ thị dấu tóc Nó đen nhức nhối Sức dầu dừa mướt rượt Nhưng lại búi cục đội khăn quanh năm Hình như có lúc đĩnh cũng hiểu. Nếu mở để cho nó bay tự do thì lôi thôi. Mấy lần mở gội đầu, nước con sông dường như không muốn chảy nữa. Thật ra chỉ có tóc không thôi thì cũng không đến nỗi. Nhưng nếu nó chảy hai bên, trên là chán phẳng, dưới là từng nét, từng nét mượt mà. Đố ai không bị ám ảnh. Ấn tượng mạnh. Chỉ có cậu thị là không bị ngợp, quá nhảm. Cậu mê thứ khác, tha bỏ vợ, chứ không bỏ mấy con gà trống, những ông Tây trong lá bài. Ai cũng nhìn thị, kỳ vậy. ôm một người đàn bà đẹp như mơ, mà không thích nghiền sao, không sợ mất sao? Cậu thị hỏi sợ gì? Mợ dám hó hé sao? Với ai? đàn ông xóm này có ai không thèm mợ nhưng mấy thằng có gan bán trời không mời thiên lôi đã chót chơi thân với cậu thị rồi ngu mới dề già với vợ bạn giang hồ ỉa vô mặt số người khác đàng hoàng hơn một chút thì nhìn mặt cậu thị là muốn cống giò cậu thả lang mợ mợ được thả lang từ nhỏ mồ côi hồi tám tuổi chú ba nuôi hai chị em mợ chưa khôn đã lớn năm 18 có một người thương mợ. Đồ ngu, thương cháu mà gây thù với chú, mợ đi theo người đó. Chú ba nói vậy thì đi luôn, khỏi gặp lại thằng em nữa. Mợ bỏ người trai đó theo chú đảo về nhà. Cậu thị là công tử một lần đi chơi nhìn thấy người con gái tóc cột buông dài vo quần tới gối bầm chuối quét nhà rửa chuồng heo chọc ghẹo cỡ nào mợ cũng không cười vậy mà say la đà mợ nói mợ đã có một đời chồng nhắm thương được không cậu hoàng mấy ngày kế bỏ ăn biết mình không thể quên được người con gái có mái tóc đen nhức đó đám giang hồ cười cậu cưới đàn bà ngóc đầu lên nồi tao kê cổ cho khứa yếu bóng vía mới tin nhưng cậu bại trận hoài trong bụng không khi nào thấy vui cậu hận mình cái mùi trinh nguyên nó ra làm sao những lúc kể cận nhau cậu hay hỏi mày còn tưởng nhớ thằng đó phải không mợ không nói được cậu cắm đầu với mấy chuồng gà. Mấy chục công đất cha mẹ để lại bay theo những cú nhảy vọt máu của đám gà. Vợ muốn nấu một nồi canh bán, nhưng má đĩnh bàn ra. Xóm có vài trăm nóc nhà, mấy ba giờ nhà nào cũng có người thức sớm nấu cơm. Đi buôn bán xa thì cậu biểu đi luôn, đi mót lúa cậu nói có phải mày đổi lấy cái của mày có được bao lúa này không cậu nghĩ đúng người như mợ bước ra đường đàn ông họ đang có cái gì sẵn sàng dâng hết cái đó mợ chỉ biết ra cái vườn tạp sau nhà quét lá ung lấy cho mợ thị bán cho mua gạo cậu thị cũng ăn miếng cơm nồng mùi cho nhưng cậu rất ghét cho mấy lúc muốn bán cho phải đợi cậu không có ở nhà. Chờ đong cho, bụi bay mệt trời, cậu chửi tắt bụi. Mợ không sợ bụi, mê cho. Có khi mợ đứng bên mấy gốc cây tạp, nhìn tàn lá xanh um, ước tụi nó rụng nhiều nhiều. Rồi tự nhiên thấy mình dã man quá, mình đã đốt rụi bao nhiêu xác lá đĩnh thấy mình có tội nếu nhà đĩnh trồng còng thì mợ có cái để đốt lá còng dày cháy tốt nhiều cho đằng này nhà đĩnh trồng toàn gòn mà gòn mới đâm tượt được vài thước lá còn xanh um đã bị đĩnh đốn phôi khô xay bột bán cho bè cá bán cho xưởng làm nhang nhìn cái vườn gòn không có miếng lá rụng đĩnh thấy mình vi phú bất nhân bên nhà đĩnh không có cái gì để mợ thị có thể gom rồi đốt vì má anh cũng thức hồi ba giờ quét sàn sạt gom gọn ung khói mù trời khói đuổi mũi cho heo cho gà cho người mùa lạnh còn có thể ngồi quanh đống ung hơ lửa kể chuyện xưa mấy cô gái muốn dễ lấy chồng phải biết quét sân, quét sàn ung lá. Má Đĩnh đã có thói quen này từ hồi mới về làm dâu, cho nên nhà Đĩnh trước sau không có một cái lá. Mỗi lần phơi lá gòn, Đĩnh luôn tự hỏi, mấy cái lá này đốt có nhiều cho không? Lúc cầm thao chút bột gòn vô bao, Đĩnh nghĩ cũng là bột lá, sao bột này màu xanh không bụi, bột cho bụi bay đầy đầu. Mợ thị mỗi ngày sàng vài chục đống cho. Cho bu đầy hàng mày, hàng mi mướt xanh của mợ. Mắt xanh, mi bạc. Không làm mợ già đi, xấu đi, chỉ thế ngộ như là khói sang mặt hồ. Ai rớt vô đó cũng ngập ngụa mà không hề biết là mình đang ngập ngụa hồi năm mở 25, đã có ba đứa con rồi, mà mấy anh chàng đi mua cho lần nào tới xứ này, cũng ghé hỏi có cho không. Có khi mới bán hai bữa trước, bữa sau đã ghé lại hỏi. Mợ nói, cho này có người mua rồi. Mợ bắt mối mấy người phụ nữ, dù cái thúng họ lớn gấp đôi cái thúng phơi lúa nhà mợ. Như vậy mới yên thân. Ví dụ thấy một ai đó dòm ngó mợ, cậu hỏi, mày nhìn nó kiểu gì nên nó mới vậy, đàn bà thiếu gì, sao tụi nó súng dê mày? Đĩnh thấy mợ hình như cũng đâu có sợ cậu, chẳng qua mợ không muốn nghe một lời tán tỉnh nào nữa hết. Nghe có thấy vui gì đâu, tối ngày mợ chỉ lùi thùi với đám cho, nói chuyện với đống ung Hơi thở đắp mặn mồi cho Khi vướng vất đâu đó trong cổ Khạc ra cũng chỉ thấy cho Mà Đĩnh biết Hai thứ bột gòn và bột cho Nó giống nhau Nếu đem đổ xuống đất Mười ngày sau Chúng thành đất hết Bột gòn nhà Đĩnh vô bao che chắn kỹ Mợ thị không có nhiều bao Không có tấm ni lông lớn Nhà mợ ở cho để đầy cặp bên hông trước nhà sau nhà đều có cho chỉ trừ dưới sàn nhà cậu thị cất chuồng gà mợ chỉ được chui xuống đó quét cứt gà hoặc là lấy cho vãi đuổi đám mạc mẹ mạc con chứ không được vựa cho chỗ đó mùa mưa mợ lấy lá chuối lợp nhiều lớp khi bán một lớp dày dưới đáy bị ướt không ai mua hoặc là nó đã bị mục thành đất như mồ hôi mợ về với đất Đĩnh lén má, lấy mấy cái bao cũ đem bỏ ra hè, chỗ mở quét lá. Mở quét tránh mấy cái bao, đốt cũng tránh mấy cái bao. Đĩnh tự hỏi, vì cái gì mở không lượm mấy cái bao hốt cho? Vậy thì thôi, mở lùa tụi nó vô đống ung, đốt phức cho rồi. Má đĩnh cằn nhằn, thằng hủy của, bao ta còn lành bon mà đem dục đĩnh đốt sát gốc một đám gòn còn đang tiếp tục đốn nữa má chạy tới giật cây sao thằng trời đánh mày đốn hết đám gòn rồi lấy lá đâu say con trông cong trông cong chí cho nó rụng lá tới đây thì má của đĩnh đã hiểu mày vô đốt nhà thầy tao vô đó luôn cho nó nhiều cho đĩnh quay lui vác sữa vô nhà, đi qua mấy đống ung nhà mở thị, đĩnh ao ước mình trở về thời con nít. Mùa nước giật mạnh gió bấc thổi già, cái lạnh cũng đặc sệt như có thể đông cứng con người. Mấy người mạnh giỏi đi cắt lúa xạ, người già con nít ở nhà ngồi quây bên những đống ung vừa ấm vừa tránh được mũi. Đỉnh hình như thế mình thành người lớn là nhờ những đống ung. Trong xóm có một người đọc truyện tàu rất nhiều, kể cho con nít nghe mỗi ngày một khúc như người ta chiếu phim nhiều tập. Đỉnh với mấy đứa cùng cỡ, đêm nằm ngủ, trông cho mau sáng, đặng tới đống ung nghe chuyện. Ông kể kiều phong trưởng nghĩa trung tình, thái tử sĩ đạt đa ngộ ra con đường bất tử, thoát kiếp luân hồi đĩnh đã hết con nít rồi nhưng sao thèm mấy chuyện cũ dích thương kiều phong mất người yêu muốn chảy nước mắt má đỉnh thấy mặt anh buồn buồn bà dọ tới dọ lui kiếm mấy cô gái ở xóm trên xóm dưới má đừng có dọ nữa con không lấy vợ đâu mày tính ở vậy báo tao tết già hà thang chết băm còn sợ mình có vợ không lo được cho người ta, để người ta khóc thầm. Đĩnh sợ nghe tiếng khóc thầm của phụ nữ rồi, sao mà nghe được, khó nghe lắm. Nhưng mà đã nghe rồi thì vô phương quên. Đó là những tiếng khóc làm không gian đứt gãy, chờ mình nghe ruột gan lắn rồn ràng. Má lắc đầu, trời ơi con ấy là con, đã người ta khóc thầm rồi mà mày còn lén nghe làm chi cho nặng lòng nặng dạ không biết mấy ngày sau mợ thị chặt che gai về cắm hàng rào cậu thị hỏi mày có khùng không ở đây người ta cất nhà còn không làm cửa mày làm hàng rào không giống ai hết mợ nói không làm rào ăn trộm nó lấy hết mấy đống cho của tôi ăn trộm sát bên vách nhà nè. Cậu thị tát mở cái bốp. Mày muốn tao phải đội rượu đi lại bà con hả? Cái hũ nước mắm để bên hè. Bữa đó không biết ai mốc hết. Chế đầy nước thúi um. Mợ nói hồi hôm thấy ăn trộm nó leo qua rào. Mốc hết nước mắm. Đổ nước cho đầy hũ. Mà thằng trộm đó quen lắm. Cậu thị lại tát mở cái bốp đổ ba trợn. Má hỏi, mày có nghe gì không Đĩnh? Đĩnh cười. Tiếng khóc thầm, còn nghe nữa mà. Má làm như so Đĩnh làm mở thị bị mấy cái tát đó. Mà hình như Đĩnh cũng thấy đau đau, như là chính tay Đĩnh đánh mở. Đĩnh xòe bàn tay mình ra, những ngón tay rất thô. Mấy lúc ngồi bên đây, nhìn cậu thị tắm cho gà đĩnh cũng thấy những ngón tay cậu thị cạch cỡm như vậy anh tán nguyên bàn tay lên mặt mình đau tối tăm mày mặt anh ngồi gục đầu bên vách nhà đĩnh không dám nhóng mắt qua rào nữa mỗi lần muốn nói gì đó cậu không còn nói lớn tiếng anh cũng không dám để tai nghe coi bên đó họ đang làm gì đối với mợ thị đĩnh thật sự xa lánh anh có chiếc xuồng được bảo dưỡng khóa lòi tói rất kỹ lưỡng người khác bệnh anh sẵn sàng lấy xuồng đưa đi nhà thương bữa đó mợ thị bị xỉu anh ngồi trước hàng ba xước mía tình khô ai năn nỉ cũng lắc đầu đưa bệnh nhân tâm thần đi xuôi lắm bà má phải lục trong túi anh kiếm chìa khóa mở thì có thai nữa rồi thiệt khổ nó hành mở oằn oại sắc diện mở chỉ còn phân nửa hồi trước cậu thị không hay vụ mở xỉu cũng không hay chuyện thai nghén một bữa đá gà thua về ghé nhà người bạn nhậu cho gà sát xế chiều tới nhà biểu mở dọn cơm mở đang tắm cho thằng quạnh ở nhà dưới nói chờ mặc đồ cho thằng nhỏ xong cái đã không thôi nó lạnh cậu đón ngay cầu thang nhìn mợ ghìm ghìm bữa nay mày lý sự với tao hả cậu đá một cái mợ rớt từ sàn nước xuống đất cậu thì bỏ mợ đó đi kiếm người nhậu tiếp mợ nằm oằn oại giữa vũng trịn trên sàn nước bụng cấn vô mấy cục đá kê chỗ lầy bụng đau làm mợ không nhúc nhích nổi đĩnh từ nhà bếp của mình phóng thẳng xuống đất, đạp lên rào, quỳ xuống đỡ mợ lên. Mợ, tôi không để mợ sống kiểu vậy nữa đâu. Lâu nay tôi nín nhịn lắm rồi, tôi sẽ đưa mợ đi. Dính gì tới đĩnh mà nói là nhịn, đi chỗ khác. Tôi không có đi với đĩnh đâu, đừng có nghĩ khùng. Qua đây làm gì, tôi đã rào rồi không thấy sao. Một trăm cái hàng rào này tôi cũng đạp. Tôi biết mợ không ghét tôi mà, tôi sẽ đưa mợ đi nơi nào mợ muốn. Giang ra. Mợ thị đẩy dĩnh ra rồi gượng đứng dậy. Nhưng nửa chừng mợ nhăn mặt quỵ xuống. Đĩnh bồng gọn mợ lên chạy xe xuống xuồng. Má đĩnh chạy theo kéo áo đĩnh lại. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, bà thở dài buông áo đĩnh ra. Đĩnh bơi xuồng đi, có cảm giác mình không muốn ghé đâu hết. Đĩnh nên đỡ mẹ chết ở nhà. Mợ đã đi một lần, cả đời ngóc đầu không được. Giờ mợ đi nữa, mấy đứa nhỏ cũng bị tiếng xấu lây. Tôi sẽ đưa mấy đứa nhỏ đi. Tôi có thể nuôi mợ, nuôi ba đứa, năm đứa cũng được. Mợ có thể nấu bún, đốt lá sàng cho, hay là làm bất cứ việc gì mợ thích. Nhưng tôi không để mợ khóc thầm. Đĩnh nghe được tiếng khóc thầm, nhưng Đĩnh không biết vì sao mợ khóc đâu. Biết chứ, vì tuổi phận. Không, chứ sao mợ khóc? Vì mợ thương Đĩnh, thương cậu thị. Thương sao khóc? Hai người đều khổ như nhau. Đĩnh thét lên, nhưng tôi khác cậu. Tôi sao mà giống cậu được? Tôi chỉ muốn sang thân che chắn cho mợ tôi không muốn nhìn thấy một cái nhíu mày một nét buồn phảng phất qua mặt mợ làm lòng tôi như sát muối sao mà giống cậu thị được cậu thị không phải đàn ông cậu không phải là người giọng đĩnh nghe rền hẳn lên nhưng cậu thương mợ mợ đang ảo tưởng mợ đang thèm một gia đình hạnh phúc và người chồng thương yêu chiều chuộng vợ mợ sẽ có tất cả, xứng đáng để có tất cả. Những điều đó mãi mãi không phải từ cậu. Mở không cãi nữa, nằm im, rên nhẹ nhẹ. Duyên như vậy là đang rất đau. Đỉnh biết mấy lần đau đẻ, mợ chỉ nhăn mặt cắn răng, chứ không xin Bà mụ phải kêu mợ la lên đi, chơ cắn răng, chừng xa hàm răng đau nhức lắm đĩnh đưa mợ lên trạm xá mợ đã ngủ đĩnh ra chợ mua cho mợ thêm mấy tên thuốc một cái khăn lau mặt vài bộ đồ khi anh về trạm xá mợ đã đi mất đĩnh chạy theo mợ đã về tới nhà người ta nói thấy mợ đi mặt như sắp lạ đi ai giúp mợ cũng lắc đầu mợ buồn về tới nhà mình gục bên cầu thang mấy đứa nhỏ còn đâu đó trong xóm. Cậu thì còn say, nằm ngáy trên chõng. Mợ nằm đó một mình, nhà trước, nhà sau, lá rụng sao sát. Lá nhiều kìa mợ, ngồi dậy mà gom lá đi mợ. Người ta làm đám tang cho mợ. Cậu thì vác chổi ra hè quét lá, thành đống, thành đống, nổi lửa đốt cho cậu không sàng mà hốt rãi lung tung. Có bữa cậu hốt nhằm cho nóng, phòng lúm đốm. Mấy đứa nhỏ phải đem ống quẹt giấu biệt. Người ta nói cậu quá si mê vợ nên ghen, mà ghen nên ngu. Giờ thì không còn gì để hối hận. Suốt đám tang mợ thị, đỉnh nhăn nhăn như gặp bài toán khó không dứt ra được má người vợ tốt như vậy mà bị ghen là sao hả má đĩnh nói như là anh rất tỉnh như một người ngoài cuộc vậy nhưng bà má nhìn thấy mặt anh đã bắt đầu có nếp nhăn rồi anh mới chớm hai mươi con còn ngoài cuộc thấy vậy đó thừa vô vòng với mợ con không lo lắng ghen tuông thì con không phải đàn ông rồi cái đẹp của mợ dễ làm người đàn ông lú lẫn. Đĩnh dài lá gòn ra sân phơi. Cậu phải xay nhiều lá gòn vì mấy đứa nhỏ của mợ thị cần phải ăn cơm. Mỗi lần nhìn đám lá sơ sát dưới nắng, đĩnh cười khặc khặc. Mình có ghen miếng nào đâu mà cũng ngu, cứ hỏi tới hỏi lui tại sao họ đối đãi nhau xám ngắt như cái màu lá khô này lại nói là thương nhau tình yêu nó chen lọt chỗ nào mà rõ ràng đám lá khô này say ra lại có màu xanh màu xanh ở đâu ra cái thứ lá kỳ cục quá ta phải xây nhừ ra nát bấy hết mới biết thật ra nó như thế nào Đọc, đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Người đàn bà đa tình của tác giả Võ Diệu Thanh. Thưa các bạn, cái tứ để tác giả bắt vào chuyện ngắn và cũng là điểm tựa cho toàn bộ cốt truyện xoay chuyển được người viết nhắc tới ngay từ đầu. Đó là nỗi băn khoăn của đĩnh về màu xanh kỳ lạ của đống bột gòn. Bình thường, lá gòn phơi khô có màu xám, nó chỉ xanh khi đã bị say nhừ ra ta gặp lại ý này trong đoạn kết của chuyện khi mà sau tất cả mọi biến cố đau thương đĩnh ngẫm ngộ ra một sự thật chua chát mà thấm thía cái thứ lá kỳ cục quá ta phải say nhừ ra nát bấy hết mới biết thật ra nó như thế nào ở đời có những điều trớ trêu như thế tại sao người ta cứ phải ràng buộc hành hạ nhau chỉ chiết giết gióng nhau để cốt thỏa một tình yêu vị kỷ tại sao phải qua bao đau đớn, con người ta mới có quyền được thấm thía thế nào là hạnh phúc, là tình yêu. Ở chuyện ngắn này ta còn thấy trở lại mô tiếp quen thuộc là mối tình tay ba mà sự xuất hiện của người thứ ba chỉ lặng lẽ, âm thầm nhưng sâu sắc dữ dội. Có một chút gì đó hơi ủy mị, hơi mòn xáo trong cách khai thác tình cảm như thế chăng? Có thể là vậy. Nhưng tác giả đã phần nào vượt qua được sự quen thuộc ấy bằng những chi tiết văn học. Những yêu thương đến thắt lòng của Đĩnh dành cho người mợ được thể hiện qua việc anh cảm được cả tiếng khóc thầm của thị. Anh tự vung tay tát mình để cảm nhận hết nỗi đau dồn lên đôi má người phụ nữ ấy khi phải hứng chịu bàn tay thô ráp táp xuống của chồng. Đĩnh lại cũng giận mình sao chỉ trồng gòn mà không trồng còng cho người phụ nữ ấy có nhiều lá đốt hơn. Rồi khi chờ thị lên viện, anh thực lòng không muốn ghé vào đâu nữa, vân vân. Qua rất nhiều chuyện ngắn của mình, tác giả Võ Diệu Thanh đã chứng tỏ chị là người rất chú tâm vào chi tiết văn học và luôn nỗ lực để tạo nên những chi tiết mang tính dồn nén thông tin như thế. Để từ đó ta luôn thấy những điều nhân vật thực lòng muốn nói với nhau thường không phải nằm trong câu đối thoại giữa họ. Nó thực chỉ có trong những ứng xử, những cảm nhận tinh tế của hành động mà chỉ người trong cuộc mới nhận ra vậy nên ta sẽ thấy chỉ qua hành động ngăn lại cái hàng rào và câu nói của thị khi bảo rằng đĩnh và chồng thị giống nhau bởi cùng khổ và cùng thương thị thì ta hiểu người đàn bà ấy không nói nhưng thực ra lại rất hiểu những bế tắc của đời mình và khi người ta hiểu nhưng lại không thể làm gì hơn để thay đổi cái đau ấy mới thật là đau chúng tôi không nghĩ đây là một chuyện ngắn hay nhất của tác giả võ diệu thanh nhưng quả là nó cho ta thấy sự chìm chu và dày dặn hơn trong kỹ thuật viết của chị và đó cũng là dấu hiệu của một cây bút đã bắt đầu thực sự chuyên nghiệp. Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hà buồn khói khói đốt đồng để ngâm người chim nhè ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần dịu cậu ngồi mẹ vô tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau đôi mắt cậu buồn yêu phiêu lưu trong chơi những ngày đầu chưa ba da miếng dừa đường mòn xưa dáng nắng dầm mưa hai cách xa tuổi mình nhớ lưỡi tè xanh vào quanh cùng trời kỷ niệm chờ thèm hao đắng nói nhận. xin được làm mây mà bay khắp nơi gian ngô nghe chôn quê hương xa rời từ cất ước ly mưa. xin được làm gió nhặt nhiều đứa điệu ca dao trái bếp thiên sao cũng ngọt ngào một lời ca sinh sống lại tình yêu đơn sơ trong chơi những ngày đầu chưa ba gia miếng dừa đường mòn xưa dáng nắng dầm mưa xin nắng hạ thôi các bạn thân mến gần đây nhiều cây bút trẻ thử sức với sáng tác văn xuôi về đề tài lịch sử vũ thanh lịch là một trong số đó lối văn ngôn từ trùng điệp Dầu trữ lượng cảm xúc của chị, tỏ ra lợi hại khi khai thác số phận người phụ nữ trong sóng cả lịch sử. Chuyện ngắn má đào Chương trình giới thiệu tới các bạn ngay sau đây được tác giả Vũ Thanh Lịch lên ý tưởng và hoàn thành trong vòng 2 năm. Một câu chuyện phát triển từ ý niệm thân phận con người trong bối cảnh lịch sử cố đô hoa lư quê hương chị. Qua giọng đạp Sơn Tùng, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn này. mở hội lớn Năm năm một lần Người thập phương dồn về không biết bao nhiêu mà kể Đường làng tấp nập chen trúc Sân hội đông kín người Cờ hoa rực rỡ Âm nhạc xôn xao Đoàn rước dài tít tắp Máy quay phim Chụp ảnh Máy trên trời Máy dưới đất Díu ra díu rít Làm hàng diễu hành thi thoảng lại xô lệch Cong vẹo Đám rước rực rỡ áo khăn Điểm xuyết vài bóng đen lối nhố không hàng lối không nghi lễ không trang nghiêm những bóng đen đeo máy ảnh máy quay phim hồng lưu giữ lại những khoảnh khắc huy hoàng của đoàn dước đoàn dước đồng phục áo khăn đồng phục bước đi chỉ có những khuôn mặt cười không đồng phục khuôn do luyện tập mà thành khuôn cười vì nhiệm vụ cũng có khuôn cố làm ra cười nhưng không được họa hoàn lắm mới thấy một khuôn cười từ sâu trong mắt những khuôn mặt đi qua nàng như đi qua muôn vàn người xem hội họ không biết nàng vì nàng đã thuộc về đám đông nàng cũng không biết họ vì họ thuộc về đám rước đám rước thuộc về những điều tinh khôi tinh khôi thuộc về vĩnh cửu vĩnh cửu thuộc về ước nguyện ước nguyện thuộc về giấc mơ giấc mơ thì không bao giờ có thật nàng bật cười khi nghĩ đến điều không có thật đang nườm nượp đi qua trước mắt mình tiếng cười trong veo thanh nhẹ và bay vút lên thinh không nhanh đến nỗi không một ai hay biết nàng không về hội bao nhiêu mùa rồi phần vì nàng không muốn phần vì không thể và phần nữa vì không ai mời nàng cũng không thể trách được ai vì có ai biết nàng ở đâu mà mời rõ ràng nàng đã xuất giá xuất giá thì tòng phu sống làm dâu nhà họ ngô chết làm ma nhà họ ngô nàng đã làm dâu mà không làm ma vậy là nàng chưa tròn bổn phận với người ta chưa tròn nghĩa hiếu với mẹ cha nơi chín suối chắc hẳn mẹ cha không vui được nàng cũng xuất giá rồi không được phép làm ma họ đinh nữa không làm ma nhà họ đinh nhưng nàng vẫn là người nhà họ đinh nàng mang dòng máu họ đinh nàng có thể về nhà bất cứ lúc nào mình muốn về nhà về nhà đôi mắt nàng dướm lệ nhà nơi để người ta đi về sau mỗi vui buồn và hờn giận ngoài cuộc đời nơi để người ta neo đậu phần hồn dưỡng sinh phần xác nhà nàng đã từng có, nó ở ngay kia, cách nơi nàng đang đứng đây vài trăm thước. Đó, căn phòng nhỏ tựa lưng vào núi, nhìn ra bên sông Hoàng, bên sông đầy hoa tím như chùm loa kèn nhỏ xinh, chỉ cần gió khẽ thổi là bao nhiêu tiếng lòng thương nhớ bay vút lên trời, bay đến điện Ngọc cung vàng, nơi cha mẹ nàng ngày đêm nén nỗi niềm riêng mà lo toan vận nước bay đến sông ngô đồng nơi người trai trẻ đêm đêm rung tiếng đàn bầu thức tỉnh những trái tim chàng ấy từng nói người dân lam lũ vất vả từ tinh mơ trời chưa sáng đến tối thẫm mặt người vậy nên trong đêm đen có tiếng đàn tiếng hát cho người ta xích lại gần nhau mà yêu thương cuộc đời này yêu thương những gian nan vất vả họ trải qua mỗi ngày thì đó cũng là việc nên làm người hoa lư mình nhờ đàn hát mà quên đi khó khăn mệt nhọc cũng nhờ đàn hát mà người với người biết lắng nghe tiếng vọng tâm hồn để gắn kết với nhau chàng không cầm kiếm không can dự chuyện binh đao nhưng chàng làm cho binh sĩ thêm nhuệ khí làm cho binh đao thành cờ lau kiếm gỗ làm cho kẻ địch nể sợ chàng ở đó lênh đênh một mình với con thuyền nan nhỏ như lá tre đưa sứ thần Trung Hoa qua sông, vịnh thơ đối chữ cầm đàn, tiếng đàn xuyên thấu lớp tường thành bao bọc cả cung vàng điện ngọc. Cung vàng điện ngọc. Nàng ở đó, ngày ngày cùng các cung nữ theo long bào. Long bào lúc vàng rực như nắng, trong suốt như ánh trăng, lúc đỏ rực như màu máu. Các cung nữ theo hình rồng nàng thêu mắt, đôi mắt của linh vật trên mũ áo cân đai, đôi mắt làm nên sự sống. Cha nàng từng nói, linh vật cũng chỉ là một món đồ do tay ta làm ra bằng đường kim mũi chỉ nhỏ xíu hay bằng tảng đá khổng lồ vô tri vô giác. Nhưng, nó là linh vật, vì ta trao cho nó một linh hồn, linh hồn nằm sâu trong mắt. Đôi mắt sâu thăm thẳm và trong sáng như ánh trăng đêm rằm của công chúa đương chiều công chúa đương triều là nàng đúng ra là quá khứ của nàng là những điều thuộc về cha nhiều hơn là thuộc về nàng cha nàng được phép gọi là vua như thế trong bất cứ hoàn cảnh nào đó là đặc ân cũng là yêu cầu lạ lùng nhất của nhà vua bất chợt nàng thấy cha bước đến đứng trước mặt nàng nhìn nàng bằng đôi mắt yêu thương nhất nàng thốt lên phụ thân Lời nàng chưa dứt, ánh mắt cha đã trở nên u uẩn. Cha nàng nhìn nàng từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu bảo, ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào con hãy gọi ta là cha. Ta không muốn con gọi ta là phụ thân. Ai dám chắc một ông vua cha làm tốt hơn một ông thợ cày hay một ông đánh cá ngoài sông ngô đồng. Nàng nhìn cha, nước da đen sạm, đôi mắt bừng lên ánh sáng của sự trở che, của yêu thương chiều mến, nhưng cũng đựng đầy âu lo. Âu lo, nàng đã đọc thấy trong mắt cha, lần đầu tiên sau buổi tiệc mừng. Tiệc mừng hay là một nghi lễ cho sự vui mà đôi khi người được mừng chưa chắc đã vui. Nàng cũng như bao nhiêu người khác trong hoàng cung đến dự tiệc mừng đám cưới cha bằng sự hoan hỉ ngoài nét mặt. Đám cưới thì phải vui, đám cưới vua lại càng phải vui, dù vua lấy một người phụ nữ quá chồng. Quá chồng, nhưng bà là mẹ của An Vương Ngô Nhật Khánh, thân tộc của Ngô Tiên Chúa. Cũng vì là thân tộc mà Ngô Nhật Khánh dám xưng An Vương, nuôi mộng danh lại ngai vàng của nhà Ngô mới bị Dương Tam Kha chiếm đoạt. Nhưng tài sức chưa đủ mạnh để đối đầu với Đinh Bộ Lĩnh. Nhật Khánh hàng phục mà trong lòng ấm ức không yên biết đinh bộ lĩnh kết hôn với mẹ mình chỉ để tăng mối thâm tình chiêu mộ anh tài xóa gỡ hận thù vậy nên khánh về hoa lư dự tiệc mừng bằng niềm vui miễn cưỡng và thành ý cũng miễn cưỡng cha nàng không kể là một vị vua có tài thao lược bậc nhất bấy giờ thì cũng là một đấng nam nhi biết nhận ra sức mạnh vô cùng tận của nhan sắc đàn bà ông đã bị những nhan sắc sắc nước hương trời làm dung cảm trái tim nhưng trái tim đầy lý trí của ông biết sử dụng cái dung cảm ấy để gia tăng sức mạnh cho mình có vẻ như cái ý nghĩ anh hùng khó qua ải mỹ nhân không đúng với cha hoặc cha đã sử dụng mỹ nhân như một thanh kiếm kiếm sắc không dễ sử dụng vì có đôi khi nó làm chảy máu cả bàn tay người cầm kiếm nàng cũng là một trong số những thanh kiếm của cha không phải để phô trương thanh thế mà chiêu mộ anh tài nàng đẹp thùy mị dịu dàng và có tài tài năng làm vẻ đẹp của nàng thêm đằm thắm sang quý và bí ẩn nó khiến người ta không thôi khao khát được khám phá và chiếm đoạt nàng tỏa hương lặng lẽ và vô tình như hoa lan hoa huệ nàng hút mọi ánh nhìn về phía mình cha mời nhật khánh ngồi bên nàng như vô tình như cố ý nàng nâng chén rượu đào long lanh ánh mắt e ấp môi cười nhật khánh phách lạc hồn siêu ly rượu thứ hai vừa nâng lên nhật khánh đã không thể kìm lòng vội vã nắm lấy tay nàng mà rằng liệu ta có thể biết quý danh của nàng chăng nàng e lệ rút bàn tay về bẽn lẽn trả lời thưa tướng quân tên thiếp là phất kim giọng nói của nàng như suối reo gió thoảng khiến nhật khánh càng mê mẩn ngẩn ngơ chén rượu thứ ba vừa cạn nhật khánh buông tay mặc kệ chén ngọc rơi tự do xuống bàn chộp lấy cánh tay nàng giọng nói không giấu nổi cơn khao khát cuồng dại đã choán phủ khắp tâm hồn và thể xác ta muốn cùng nàng xung vầy ra thất nàng có bằng lòng không nàng giấu nỗi bàng hoàng trên khuôn mặt trong sáng thơ ngây e ấp trả lời đa tạ tướng quân đã có lòng hạ cố rồi nàng đứng dậy lui gót để mặc nhật khánh phách lạc hồn siêu tiệc tàn quan khách rời đi nàng thao thức lắng nghe tiếng đàn của người trai bên bến ngô đồng nàng đã thầm yêu chuộng nhớ trái tim nàng thuộc về dòng sông thuộc về chàng tâm hồn nàng thuộc về tiếng đàn ấy tiếng đàn thưa nhặt rời rạc như viên thành từng giọt sương đêm mà nhỏ xuống dòng sông làm dạn vỡ mặt nước vốn yên bình và phẳng lặng những mảnh vỡ của dòng sông còn sắc nhọn hơn cả mảnh gương cứa vào tim nàng nàng muốn quên đi ánh mắt nhật khánh muốn quên đi lời đề nghị sỗ sàng bên bàn tiệc cưới cha nàng muốn quên nỗi lo sợ mơ hồ mà nàng cảm thấy nó vừa đến sát gần bên nàng đây nàng muốn ngấu nghiến tiếng đàn muốn được thả lòng mình trong tiếng đàn muốn được gần bên chàng nhưng sông sâu thành cao cung vàng điện ngọc còn cao hơn thành nàng ngồi vào khung thêu nhấm chỉ luồn kim nhưng chỉ dối kim tù đêm tàn lạnh một đêm nữa đêm nữa lại trôi qua cha giao cho nàng theo hoàng bào tặng vị tướng quân vừa thuận lòng về với hoa lư. Nàng mải miết đêm ngày thiêu áo. Cha đến, để dục nàng sớm hoàn thành tấm áo, hay có chuyện gì khiến cha dối trí? Bước chân không dứt khoát và dũng mãnh như thường khi. Cha đi chậm, đếm từng bước, dừng lại rất lâu trước bậu cửa. Giọng cha chậm rãi và khách khí. Con gái ta đã ngủ chưa? thưa cha, con vẫn đang thêu áo. Ta ngồi với con được chứ? Cha ngồi, như một ngọn núi vững chãi. Tiếng đàn ngoài sông Ngô Đồng chạm đến tai cha. Cha hỏi, con biết người chơi đàn ngoài kia chứ? Thưa cha, đó là tiếng đàn của Thủy Tùng, một người có tài cầm kỳ thi họa. Tiếng đàn rất hay, sao con không mời Thủy Tùng vào cung? Thưa cha, tiếng đàn của chàng như mây bay gió thổi, nó thuộc về trời đất núi sông, con sợ hoàng cung làm nó trở nên tù túng. Cha cha, con gái ta thật sự đã lớn rồi." Cha nói và nhìn nàng, đôi mắt không giấu giếm nỗi lòng u uẩn. Cha đứng lên, đặt tay lên vai nàng, giọng cha chắc nịch như hiệu lệnh lúc cầm quân. "Cha có chuyện cần nói với con." Dạ Nhật Khánh là người thao lược vào bậc nhất trong thiên hạ, nhưng chưa tận trung với sự nghiệp của cha. Giang Sơn ta bé nhỏ nhưng tươi đẹp, phía Bắc thì nước Tống ngày đêm âm mưu chiếm đoạt, phía Nam thì nước Chiêm thường xuyên nhòm ngó. Nếu triều đình có được Nhật Khánh tận tâm tận lực chung tay giúp sức thì đại cô Việt như chim thêm cánh, như cá thêm vây ta muốn con thành thân với Nhật Khánh, dùng tình phu phụ mà thuyết phục Khánh giữ trọn đạo hiếu chung. Bàn tay cha vẫn đặt trên vai nàng, đôi bàn tay thường ngày mềm và ấm là vậy, mà lúc nãy như một trái núi, nó làm tim nàng đau thắt. Nàng cố gắng không khóc, nàng biết lo toan của cha là lo toan cho Giang Sơn xã tắc còn lo toan của nàng là cho duyên phận của chính mình, cho mối tình thơ mộng chưa kịp đơm hoa kết trái, đã phải chia lìa. Nàng cúi đầu vâng lệnh cha, nhưng là cúi đầu dấu giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi mi khi tiếng đàn rẽ sông đêm vọng đến. Ai bảo nàng sinh ra làm công chúa? Ai bảo nàng xinh đẹp nết na? Ai bảo nàng làm con gái đức vua? Cha đi rồi nàng còn ngồi đó bất động mũi kim thôi không buồn luồn thấu vải sợi chỉ dối bời nước mắt chứa chan nàng vịn vào tiếng đàn vịn vào đêm mà đứng dậy đám cưới của công chúa đương triều được tổ chức tưng bừng ngay sân hội này cũng cờ hoa cũng đoàn rước cũng như lời chúc phúc vang vọng khắp núi cao sông rộng thủy tùng không ở trong đoàn nhạc lễ không trong đoàn rước cũng không trong hoàng thành để chúc phúc cho nàng. Đêm động phòng hoa trúc, phò mã như hổ đói, vừa bắt được nai tơ, ngấu nghiến, điên loạn. Nàng đau đớn, dã rời và kinh sợ. Tuần trăng mật của nàng trở thành mật đắng khi ngày ngày phò mã quần thảo như thú hoang trên tấm thân ngà ngọc. Nàng thành bông hoa khô, đúng ra là một bông hoa đá, trơ lạnh vô cảm. Rồi nàng quen, nàng đã được rèn rũa để trở thành một người phụ nữ cúc cung tận tụy với chồng, với gia đình. Nàng quên hoặc là như đã quên tiếng đàn cất lên giữa dòng sông ngô đồng mỗi đêm. Nàng vẫn theo mắt linh vật lên mũ áo cân đai cho hoàng sa. Cuộc hôn nhân của nàng yên ả như vô vàn cuộc hôn nhân trốn trần gian. Cho đến một ngày, sau cái chết của người em cùng cha khác mẹ với nàng, cũng là người em cùng mẹ khác cha với Nhật Khánh. Nàng đối diện với cuộc sống khác. Nhật Khánh được tin từ phương Bắc, được hứa hẹn từ phương Nam, nhưng toan tính mưu đồ ngủ yên bấy lâu, đột nhiên trỗi dậy. Khánh dỗ dành nàng kinh lý phương Nam, nàng ngoan ngoãn theo chồng, không mảy may, nghi hoặc thuyền theo lái ra bể xuôi về phương nam trang thanh gió mát biển rộng trời cao sóng nước dập dành Nhật Khánh neo thuyền thưởng trăng hóng gió, tận hưởng nhan sắc kiểu diễm của công chúa Đương Triều. Sau cơn hoan lạc đã đầy, Khánh nằm sóng sưởi nhìn trăng rời rợi mà rằng, trời nước mênh mông này, trăng gió bát ngát này là của ta, trước sau gì ta cũng giành lại được, khi đó nàng sẽ là chính cung hoàng hậu ta thề là sẽ không đời nào phong hậu cho tất cả thê thiếp như cha nàng rồi nàng sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ sẽ tận hưởng mọi vinh hoa phú quý trên đời này vợ yêu của ta chỉ cần nàng luôn ở bên ta trung thành tuyệt đối với ta ta sẽ cho nàng cả giang sơn xã tắc nàng nghe như sét đánh ngang tai xanh xám mặt mày, run rẩy hỏi. Hóa ra, không phải chàng đưa thiếp đi kinh lý phương Nam. Chàng định làm gì đây? Phỏ mã, ngửa cổ nhìn trời cười lớn. Từ lâu, ta đã được người phương Bắc ra tay giúp sức. Nay, lại được vua chiêm tiếp thêm binh lực. Chẳng mấy nỗi mà ta giành lại được đại cổ Việt. Nàng hãy ngoan ngoãn theo ta. Gái có công, chồng không phụ. Nàng khóc lóc van xin chồng, đừng làm như thế, rằng nàng không thể vì chữ tình mà quên chữ hiếu, không thể phản bội cha, phản bội hoa lư và cư dân đại cổ Việt. Nhật Khánh xem lời nàng như gậy chọc bánh xe, bao nhiêu ngọt ngào vừa đó đã tan biến đi đâu, chỉ còn lại con hổ dữ, sấn sổ, giơ thanh kiếm trước mặt nàng mà nguyên rủa Thôi đi, ngươi định lên lớp ta sao? Ngươi tưởng ta sung sướng lắm với cái trò vò mã này sao? Cha con ngươi ức hiếp mẹ con ta như thế đủ rồi, người con đem cả sinh mạng mình ra cũng không đủ trả mối oán hờn này." Lời chưa dứt, lưỡi kiếm đã vung lên. Trong tích tắc, đôi má hồng của nàng bay vèo xuống biển sâu. Biển sâu loang máu, cồn rát nỗi đau, nàng choáng váng, đau đớn, "Ê trẻ." Biển mặn vươn tay đón đỡ nàng vỗ về con thuyền nhỏ đưa nàng ngược dòng về lại với kinh đô về lại kinh đô nàng về lại ngôi nhà của mình ngôi nhà có cha mẹ và các anh chị em có những người bạn nàng yêu thương và gắn bó và có cả tính đàn đêm du dín vỗ về nàng nàng gặp cha cúi đầu nhận tội, tội bất hiếu với mẹ cha vì không thể ngăn chồng hại cha, tội bất nghĩa với chồng vì không thể cùng kẻ gian tà đi đến cùng trời cuối đất, tội bất trung với giang sơn xã tắc vì kết tóc xe tơ với kẻ phản nghịch. Cha đứng trước nàng như cây đa bị đục ruột, nhìn nàng bằng đôi mắt dướm máu. nàng khóc nước mắt rửa sạch vết kiếm trên má nàng, nước mắt làm đôi má nàng thôi không dỉ máu. Nhưng nước mắt không lấp đầy hai hố đen thăm thẳm trên khuôn mặt nàng. Nàng không gặp lại Thủy Tùng, dù tiếng đàn của chàng đêm đêm vẫn khiến ruột gan nàng xót buốt. Nàng muốn chạy trốn tiếng đàn, chạy trốn những ánh nhìn thương hại nơi hoàng cung, chạy trốn khỏi đôi mắt đau đớn của cha. Nàng ra ngoài thành, xuống tóc đi tu nhất tâm cầu nguyện để hóa giải tội lỗi nơi trần thế ngôi chùa nhỏ nép mình bên dòng sông ngô đồng xung quanh lau lách um tùm chỉ có ánh trăng đêm đêm bầu bạn và tấm lòng bao dung của đức phật che chở vỗ về hoàng cung gặp cơn bão táp cha và anh cả đinh liễn cùng lúc bị sát hại các tướng lĩnh thân cận của cha lần lượt bị loại bỏ chồng nàng háo hức mang quân ngoại quốc từ phương Nam về tranh giành ngôi báu bị sóng gió biển đông nhấn chìm ngoài cửa bể. Tuyệt vọng và tuổi cực đến tận cùng, nàng gieo mình xuống giếng nước sâu, vùi lấp mọi tang chứng của những mưu đồ vương bá, của những dã tâm, của những đau thương và thù hận. Giếng giữ nàng trong lòng đất mẹ không dạt theo sông sâu cũng không trôi ra biển cả ở sâu trong lòng đất mẹ, nàng vẫn lắng nghe thế gian vật đổi sao rời, kinh đô trở thành phế đô. Thể phách của hoàng thành dần dần vùi lấp sau vô vàn sóng gió của đất trời và lòng người. Tinh anh của vương triều cũng vì thời gian mà khi mờ, khi tỏ. Đám dước đã lượn đủ một vòng ra bến sông. Bến sông thì cũ, dòng sông thì mới, dòng người cũng mới, những linh hồn trinh nữ cũng mới. Họ đang quay về kinh thành. Họ lại đi qua nàng như đi qua những lối mòn. Lối mòn khiến người ta lầm tưởng. Nó sinh ra cho người ta bước đi. Nàng ở dưới chân họ, bên cạnh họ, trên đầu họ, trước mắt họ, sau lưng họ. Và đôi khi nàng ở trong ý nghĩ của một vài người đi theo đoàn dước. Nhưng chưa từng có ai biết đến nàng đám rước đi rồi về rồi tan năm nào cũng vậy lướt qua nàng như một lá cỏ lau xước chút ra nhưng không dịn máu lâu dần da nàng không còn chỗ để xước nữa nàng cũng trả những đám rước quen thuộc và cũ kỹ những con người mới không làm nên đám rước mới các trinh nữ và nước sông cũng vậy cứ thơ ngây như dòng chảy chảy mãi vậy thôi nàng không về hội cũng không xem hội nữa. Mùa xuân năm 3918, đoàn khảo cổ học phát hiện ra một giếng nước ngầm sau khi bật viên đá nguyên khối to hơn cái chiếu. Giếng trong vắt, cả bầu trời xanh biếc lọt thòm trong lòng giếng, mặt trời cũng rơi tõm xuống, hào quang từ miệng giếng hắt lên làm sáng rực ngôi làng nhỏ lọt giữa quả núi cao vút. Trong nháy mắt, người ta nhìn thấy hai mặt trời các giả thiết liên tục được đưa ra. Nước giếng thơm như nón đồng bung tỏa. Rất có thể, giếng nước hình thành từ trận lốc xoáy kỳ lục, trận lốc đã cuộn tròn những cánh đồng lúa đang trổ đồng, rồi nhồi xuống cửa sông kia, đút nút dòng chảy, nhấn chìm ngôi làng cổ, mang dấu tích kinh thành. Càng lúc, mùi nón đồng càng chậm, tràn ra xung quanh. Những người vừa bảy tấm đá ra, đang đứng bên miệng giếng còn cảm thấy luồng hương thơm cuộn bay lên như gió thơm và ấm trong thoáng chốc mùi hương bung tỏa khắp làng năm sau làng sẽ lại mở hội các bạn vừa nghe chuyện ngắn má đào của tác giả vũ thanh lịch về chuyện ngắn này biên tập viên có đôi điều cảm nhận mời các bạn cùng nghe và chia sẻ má đào chỉ nguyên tựa đề chuyện ngắn thôi cũng đã gợi nhắc về hình ảnh nhan sắc dự cảm sóng gió ba đào trong truyện kiều đại thi hào nguyễn du không dưới một lần nhắc tới hình ảnh ẩn dụ má đào bấy lâu nghe tiếng má đào mắt xanh chẳng để ai vào có không hoặc dưới đèn tỏ dạng má đào thiên xuân hay số còn nặng nghiệp má đào hồng nhan thường bạc mệnh định đề ấy in đậm trong truyện ngắn của vũ thanh lịch cái được của câu chuyện là tác giả đã chạm vào những nỗi niềm sâu kín của công chúa phất kim con gái vua đinh tiên hoàng cũng là nỗi niềm chung của người phụ nữ xưa trong cung vàng điện ngọc cùng với những đổi thay thời thế họ trở thành nước cờ bị định đoạt xoay chuyển theo đôi tay sắp đặt của chính những người thiết thân dù trái tim thuộc về tiếng đàn của trang quân tử lập trí bên sông nhưng công chúa phất kim đành lòng làm vợ nhật khánh tướng quân theo nguyện ý vua cha để giữ bền xã tắc những tưởng tâm tư nàng đã được an ủi phần nào vì đã làm tròn đạo nghĩa với non sông thế nhưng chồng nàng lại là kẻ từ lâu đã nuôi lòng phản chắc tấm thân ngọc ngà của nàng công chúa chỉ nay mai tàn héo trong tay kẻ phàm phu những trang văn dìu dặt chịu nặng như cung tơ lúc bổng lúc trầm. Ta nghe trong đó phận má đào, dối như tơ vò bên tình bên hiếu, nhắm mắt đưa chân theo cuộc đẩy đưa, ai oán nỗi lòng riêng tư trốn khuê phòng, u hoài nặng nợ ân tình nguồn cội. Bỏ qua những chi tiết còn khôn sáo và trang đời sau của công chúa Phất Kim sau khi bị người chồng rũ bỏ tàn nhẫn, còn lúng túng trong việc thắt nút với chuyện ngắn má đào, tác giả Vũ Thanh Lịch đã cho thấy khả năng tạo dựng một câu chuyện phận người ám ảnh trên nền chất liệu lịch sử. Chừng ấy đã lấp lóa tín hiệu đáng hy vọng về một cây bút đủ tự tin để tiếp cận sâu hơn văn hóa nguồn cội.